Hay chào cả nhà. Hôm nay cha mình sẽ chia sẻ cho cả nhà về đăng ký kết hôn với người ở Mỹ là như thế nào. Tại vì cha mới làm, bởi vì cha còn nhớ những cái thủ tục giấy tờ mà cha đã từng làm, đã từng trải qua. Hôm nay cha muốn chia sẻ cho cả nhà biết. Ở trên mạng thì cũng có rất là nhiều cái thông tin, nhưng mà không phải người nào cũng gặp trường hợp giống người nào. Thì có người thì làm chót lọt, nhưng mà có người thì gặp những cái vấn đề là rất là nhỏ, nhưng mà làm cho mình cảm thấy mất thời gian. Với lại khi mà chồng của mình đi về á, không có được nhiều thời gian mà mình cứ chỉnh sửa như vậy á, thì nó rất là giống như là nó mất thời gian nhiều lắm. Thì trước tiên á, là khi mà hai người á, đã có ý định là kết hôn với nhau, thì cả hai phải làm giấy độc thân. Bên Việt Nam á, thì ra phường thì mình đăng ký, mình làm cái giấy giấy độc thân. Còn đối với người ở Mỹ thì mình phải làm bộ công hàm độc thân. Thì bộ công hàm độc thân mình có thể lên mạng tự làm nếu người nào giỏi tiếng Anh, còn không á, thì mình nhờ dịch vụ họ làm cho cũng được. Sau khi mà có bộ công hàm độc thân xong thì mình đem về, đem nguyên cái bộ đó về Việt Nam. Thì sau khi mà đã về Việt Nam rồi á, thì cả hai phải đi khám tâm thần, để khám tâm thần để cho người ta biết đó là giống như là mình đó, là mình cái tinh thần của mình ổn định, mình không có bị ép cưới. Và khám khám tâm thần thì trước trước tiên á, trước khi khám tâm thần á, thì mình phải chụp hình hai tấm hình ba bốn bốn sáu chứ hai tấm hình bốn sáu nền trắng nha. Rồi sau đó để người ta dán vô cái tờ mà giám định tâm thần của mình, cái kết quả đó thì vô, thì khám tâm thần thì mình đóng tiền, sau đó mình đợi kêu tên ra. Khi mà khám khám xong không, vô đó thì khám thì người ta cũng hỏi là giống như mình tên gì, rồi mình ở đâu, gia đình có bao nhiêu người, rồi chồng mình tên gì, rồi mình làm việc gì, vân vân, như là những câu hỏi làm bình thường lắm để cho người ta biết mình có nhận thức được hay không á. Rồi sau khi khám tâm thần xong á, thì được có kết quả, thì bắt đầu là cả hai là đi lại phòng tư pháp quận để đăng ký kết hôn, thì đem tất cả những giấy tờ. Thì đối với bên nữ á, bên bên Việt Nam á, thì là đem những giấy tờ làm giấy độc thân nào, hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân. Rồi bên 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 Mỹ á, thì đem là bộ công hàm độc thân với passport, thì đi đem lại đó thì để cho người ta xem, người ở đó họ sẽ xem sơ lược qua coi mình còn mình thiếu cái giấy tờ gì, họ sẽ kêu mình bổ sung cái giấy tờ đó đi vô. Nhưng mà các bạn chú ý là khi mà mình đi khám tâm thần á, thì tại vì mình đi về Việt Nam, bởi vậy á, mình những cái người ở nước ngoài á, họ không có được ghi làm ở bên nước ngoài thường là ghi làm ngày ngày sinh đó, là ghi tháng trước ngày sau, nhưng mà về Việt Nam á, thì không có được ghi như vậy. Về Việt Nam là phải theo Việt Nam là phải ghi là ngày trước tháng sau vậy đó. Nếu mà mình ghi là cái tháng trước ngày sau thì ngay chỗ đó họ sẽ không chấp nhận, họ sẽ bắt mình phải đi lên đó làm lại, và lên đó làm lại là bắt buộc mình phải khám lại, lại nó mất thời gian nữa. Rồi cái thứ hai á, là khi mà ghi cái địa chỉ mà của người ở bên Mỹ á, là vô vô cái khi mình đăng ký, ghi cái tờ mà trong cái thông tin đăng ký kết hôn á, là phải ghi là giống như là địa chỉ của cái người ở bên Mỹ là như thế nào. Thì cái chữ mà street, tên đường đường á, thì mình không có được ghi là ST, tại vì ở bên Mỹ thì người ta ghi là ghi tắt là ST, nhưng mà chỗ đó nó khó, nó không cho mình ghi như vậy, nó bắt mình phải ghi thẳng ra luôn. Còn nếu mình không ghi như vậy thì mình ghi ST để nó bắt mình phải sửa lại vậy đó, nó sẽ không chịu. Nói chung là những cái mà nhỏ nhặt á, thì mình nên chú ý một chút xíu, chứ mình sửa đi sửa lại á, nó rất là mất thời gian. Rồi sau khi mà đã giống như hồ sơ, khi mà mình đi mình nộp hồ sơ xong rồi
mình đi về, giả tỷ nếu mà cái người ta kêu mình là đợi đợi khoảng chừng 15 hay 19 ngày gì đó, trong không nhớ nữa, là sau khi mà đã làm xong xong nộp xong rồi á, thì họ sẽ kiểm tra một lần nữa, nếu mà họ thấy mình còn thiếu cái thông tin gì á thì họ bắt mình nó là bổ sung cái những cái giấy tờ đó. Còn nếu không á thì không có vấn đề gì á, thì tới ngày họ sẽ gọi mình lên lấy. Thì sau khi mà lấy giấy tờ đó thì mình chỉ đóng, hình như là khi cả hai lên lên để ký giấy kết hôn, ký giấy mà để nhận trong cái tờ giấy kết hôn á, thì mình đóng cái phí là 1,5 triệu, 1,5 triệu vậy là xong. Nói chung là tại vì á, trong trong với chồng trong làm giấy á, thì trong cái quá trình làm giấy thì cũng ghi sai là giống như những cái vấn đề hồi nãy trong nói á, là ghi cái giống như là cái tháng trước ngày sau á, thì mình hỏi ở trên chỗ mà làm khám tâm thần thì họ nói là ghi sao cũng được, nhưng mà khi mà về lại lại mà cái chỗ mà họ làm cái giấy kết hôn cho mình á thì họ lại không có chịu. Họ nói là đã về Việt Nam rồi thì phải theo Việt Nam chứ không có được mà ghi giống như bên đó. Rồi đó là họ cũng không chịu, thì đương nhiên là bắt buộc là mình phải đi lên, chạy lên trên đó để sửa lại. Mà đâu có thể sửa lại được, là chỉ có lại là khám lại, đăng ký rồi khám lại, đóng tiền lại, nó vừa mất thời gian mà vừa phí tiền nữa. Bởi vì mình nên chú ý cái vấn đề là giống như về Việt Nam thì phải theo cái Việt Nam là phải ghi ngày trước, tháng sau, rồi tới năm. Rồi cái vụ mà viết tắt cũng không được viết tắt luôn, cứ ghi thẳng ra hết. Tại vì viết tắt thì giống như người ta làm, thật ra thì viết thì cũng bình thường, nhưng mà người ta làm khó mình rồi á, thì những cái lỗi nhỏ của mình nó là cỡ nào họ cũng bắt hết trơn á. Theo người khác thì nó vẫn cho qua, vẫn bình thường, tại vì cái chữ viết tắt đó là thông dụng bình thường. Còn ở đây thì giống như là nhiều khi họ bắt mình phải phải theo nguyên tắc này, theo nguyên tắc nọ, thì thôi mình cứ làm theo ý họ để cho xong cái giấy tờ của mình đi, chứ mình mà lằng nhằng hoài á thì không biết chừng nào mới xong. Nếu mà các bạn đó là xem mà thấy là có những cái gì mà thắc mắc mà muốn muốn hỏi á, thì những cái gì mà Trâm biết á, Trâm sẽ chia sẻ cho mọi người biết. Tại vì á, là Trâm cũng mới mới làm giấy đây thôi, bởi vì những cái gì mà gần thì đương nhiên mình sẽ nhớ. Bởi vậy cho giờ Trâm mới lên đây Trâm chia sẻ cho các bạn coi, chứ mà nếu mà mình để lâu quá thì mình sẽ quên, mình không 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 có nhớ, rồi lúc mà mọi người hỏi á, thì mình lại không biết đường trả lời. Hôm nay á, thì trời á, thì ấm, thấy cũng rất là đẹp. Em bé á, thì cũng mới ngủ à, mới ngủ khoảng được nửa tiếng. Hồi sáng giờ cũng định làm sớm rồi, nhưng mà bé nó quậy quá, cái không có làm được. Bây giờ bé nó ngủ rồi á, thì mới có thời gian làm cho cả nhà coi. À, rồi á, là đợt sau á, thì Trâm sẽ chia sẻ cho các bạn, tại vì chia ra từng phần á, thì mọi người sẽ dễ dễ coi hơn, giống như dễ hiểu hơn. Còn nếu mà cho mà ghi nguyên một cái quá trình từ lúc mà làm giấy tờ cho đến mà lúc mà phỏng vấn, nó dài lê thê lết hết lắm, nhiều khi mình coi mình cũng không có hiểu nữa, mà không biết ngắt khúc nào. Bởi vậy á, là clip sau á, là Trâm sẽ làm là về cái vấn đề là giấy tờ để bảo lãnh. Làm là cần những cái giấy tờ gì và những cái thông tin gì để các bạn có chuẩn bị kết hôn thì có thể làm lên tham khảo. Thì trên mạng thì có rất là nhiều clip, thì mình coi clip này clip kia, nhiều clip cộng lại á, thì mình sẽ có giống như là mình có kinh nghiệm hơn, mình làm cái gì á, mình cũng sẽ suôn sẻ hơn chứ. Hồi đó thì trước khi mà Trâm Trâm làm giấy thì Trâm cũng đi lên coi, thì cũng
Cũng rút kinh nghiệm được nhiều thứ, nhưng mà khi mà đến mình rồi á thì có những cái lỗi nhỏ mình không có, mình giống như mình không có biết được. Ở trên đó thì những cái mình coi á thì mình đã học theo, đã làm theo rồi. Còn có những cái mà không, mình giống như là cái vấn đề mà ngày tháng mà ghi ngược lại á thì không có. Rồi cái viết tắt của cái chữ mà trên đường á là cũng không có luôn. Bởi vậy á, mình bị cái vấn đề đó mình phải làm lại. Ôi nó mất thời gian dữ lắm luôn. Nhưng mà cũng cũng ha hên, nó làm chầm chậm về là tới 5 tuần. Bởi vậy đầu tiên về á, là tôi chăm đi đăng ký kết hôn liền, tại vì nghĩ là sợ là nếu mà mình làm trễ á, thì sợ giấy tờ trục trặc gì á thì mình không có lo được. Tại vì nếu thôi chào cả nhà. Hẹn clip sau Trang sẽ chia sẻ thêm thông tin cho cả nhà biết nhé.